Chính chủ cần bán nhà xây mới 4 tầng tại Đa Sĩ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ở đây là chúng tôi là xây dựng là có 2 căn được xây dựng theo hình thức là liền kề, diện tích là 30m² và có hướng chính là hướng Đông Nam. Đấy thì chúng ta là có thể thấy là ngõ ở trước nhà đây là rộng 3,5m và cách với đường to, đường hai ô tô đi là khoảng tầm 10m. Đấy, nằm ở trong khu vực đông dân cư. Nhà cao tầng và đầy đủ tất cả các tiện ích. Đấy, sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết cái từng phòng, từng tầng của ngôi nhà để cho mọi người có thể biết được. Đấy thì hiện tại tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Chúng ta có thể thấy là cả hai căn nhà này phía mặt tiền là đều đã được ốp bằng đá granite hết. Toàn bộ rất là sạch sẽ và sang trọng. Có cửa chính sử dụng là bằng cửa bằng gỗ lim Nam Phi. Đấy, mặt tiền rất là rộng, rất là thoáng, được thiết kế 4 tầng. Có ban công và lan can ở phía bên ngoài. Với giá đang được chúng tôi chào bán là 2,6 tỷ, chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ cái chi phí sang tên sổ đỏ và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đấy, sau đây là mọi người có thể là tham quan chi tiết ở phía bên trong của ngôi nhà. Đấy. Toàn bộ cái hệ thống gạch nát nền được chúng tôi sử dụng là gạch granite 60-60 Hà Nội 1 và sơn tường được sử dụng là sơn Zotun công nghệ cao. Toàn bộ hệ thống trần là sử dụng là trần thạch cao cùng với hệ thống điện là đèn led. Ở phía tầng 1 thì chúng ta sẽ chia là bao gồm 2 phòng. Phía bên ngoài đây là phòng khách. Đây, toàn bộ ở trên màn hình đây mọi người có thể thấy đây là khu vực phòng khách. Đấy, rất là rộng. Chúng ta có thể là kê bàn ghế này, kê tủ kệ tivi rất là thoải mái. Và ở phía bên trong đây là khu vực phòng bếp. Toàn bộ hệ thống tủ bếp chúng tôi là sử dụng là bằng gỗ sồi Nga. Đấy, với thiết kế cực kỳ hiện đại và hợp lý là chúng tôi đã thiết kế sẵn là cái khu vực ô trống đây dùng để tủ lạnh. Cái hệ thống vòi và chậu rửa là sử dụng là bằng inox 304 hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Toàn bộ hệ thống tường ở khu vực bếp và mặt bếp đều được ốp và lát bằng đá granite cao cấp hết. Đây mọi người có thể là nhìn qua lại toàn bộ cảnh quan khu bếp. Chúng ta nhìn từ bên ngoài vào đây. Và tầng 1 của chúng ta là sẽ có thêm một nhà vệ sinh. Đấy, nhà vệ sinh là có cái cửa mà sử dụng là bằng cửa nhôm kính. Thì trong đây là sẽ có đầy đủ hết cái hệ thống bồn cầu và lavabo dùng để rửa tay. Trong đây thì cũng sẽ có thêm là một cái máy bơm nước dùng để bơm nước tổng cho toàn bộ ngôi nhà. Sau đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 2 của ngôi nhà. Thì đây là cái khu vực cầu thang để đi lên. Mọi người có thể thấy là toàn bộ cái hệ thống tay vịn chúng tôi là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc là đều đã được ốp bằng đá granite cao cấp hết. Ở phía bên trên tầng 2 thì sẽ được chia ra là bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thiết kế cực kỳ hợp lý. Đây là phòng ngủ chính, có ban công mở ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Toàn bộ cái hệ thống đường ống chờ điều hòa, đường ống thoát nước đều được chúng tôi lắp đặt hoàn thiện hết. Đây, cửa mở ra ngoài ban công đây. Rất là đầy đủ ánh sáng và không khí. Ban công được làm bằng sắt mỹ thuật. Toàn bộ hệ thống trần, thạch cao và đèn led đều được hoàn thiện. Có cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Và ở phía bên trong đây, đây là cái khu vực của nhà vệ sinh. Đấy, khu vực nhà vệ sinh đây. Chúng tôi là thiết kế cái khu vực nhà vệ sinh này thì là thiết kế cực kỳ hợp lý và ấn tượng luôn. Ở phía bên ngoài mọi người có thể thấy là chúng ta đi từ cầu thang đi lên. Đấy, đây là khu vực cầu thang để đi lên. Thì chúng ta có thể thấy luôn, ở phía đây là khu vực là dùng để đặt lavabo dùng để rửa tay. Đấy, toàn bộ lavabo là được sử dụng là bằng bàn đá luôn. Đấy, và ở phía bên trong đây là khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là có đầy đủ hệ thống quạt hút mùi, có bồn cầu nền khối nó sử dụng là hàng Toto, hàng nhập khẩu Nhật Bản. Và đây là cái khu vực buồng tắm vách kính thiết kế rất là hiện đại, sử dụng là hệ thống Senkei nhập khẩu Hàn Quốc. Các mọi người có thể là nhìn kỹ toàn bộ cái khu vực ở bên trong nhà tắm đây.
chân cây này, vách kính này, bồn cầu. Và đây là lavabo. Đó, chúng ta có cái cửa dùng để ở nhà vệ sinh là dùng là bằng cửa nhôm kính cao cấp. Đấy, đây là tổng quan toàn bộ tầng 2. Thiết kế rất là hợp lý, luôn đầy đủ ánh sáng và không khí, đảm bảo toàn bộ công năng cho người sử dụng. Sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là chúng tôi là thiết kế là tương tự là như nhau. Đấy, mọi người có thể thấy luôn là chúng ta là sẽ có một phòng ngủ chính. Đây phòng ngủ chính ở phía bên ngoài, cũng có ban công để mở ra bên ngoài. Đã đầy đủ sẵn là ống chờ điều hòa, đường ống thoát nước, trần thạch cao, đèn led. Đó, rất là đẹp. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ lim nam phi. Và đây bên trong đây là cái khu vực nhà vệ sinh. Thiết kế tương tự như tầng 2 luôn ạ. Chúng ta sẽ có ở phía cầu thang đi vào đây là dùng để chậu bàn đá và lavabo. Còn ở phía bên trong đây là cái khu vực nhà tắm. Đấy, buồng tắm, vách kính và bồn cầu. Đấy, toàn bộ hệ thống bồn cầu và lavabo là chúng tôi đều sử dụng là hàng cao cấp nhập khẩu Nhật Bản của Toto. Hệ thống sen tắm là sử dụng là sen tắm Hàn Quốc, sen tắm nóng lạnh. Sau đây là tôi mời mọi người đến tham quan ở phía bên trên tầng 4. Thiết kế của tầng 4 là sẽ bao gồm là có một phòng thờ ở phía bên ngoài và một cái khu vực giặt đồ và sân phơi ở phía bên trong. Đấy, thì đây là cái khu vực phòng thờ. Chúng tôi cũng đã để sẵn chờ những cái ống để chúng ta có thể lắp điều hòa. Đấy, thì cái khu vực phòng thờ này thì nếu như mà chúng ta mà tận dụng ra thì là vẫn có thể là sử dụng được kết hợp để vừa làm phòng thờ vừa để làm một phòng ngủ cho khách được. Đấy, cực kỳ hợp lý. Đây là chúng tôi là đang quay vào lúc 2 giờ chiều. Trong nhà không hề bật điện nhưng mà lúc nào cũng đầy đủ ánh sáng và không khí. Ở phía bên trong đây là cái khu vực là dùng để đặt máy giặt và sân phơi. Đấy, đây là khu vực dùng để đặt máy giặt này. Chúng tôi đã thiết kế sẵn hệ thống điện, hệ thống cấp nước và hệ thống xả nước cho máy. Đây là cái khu vực sân phơi. Và đây là khu vực giếng trời để lấy ánh sáng và không khí cho toàn bộ ngôi nhà. Đây, đây là khu vực cầu thang đây. Thiết kế cầu thang rất là rộng, rất là thoải mái. Đây mọi người là có thể thấy là cái khu vực xung quanh của ngôi nhà đây. Toàn bộ khu vực xung quanh của ngôi nhà thì là rất là nhiều nhà cao tầng. Đấy, giao thông rất là thuận tiện và thuận lợi. Có đầy đủ tất cả các tiện ích là trường học, bệnh viện, đấy, siêu thị. Sau đây là tôi xin nhắc lại cái toàn bộ cái thông tin của ngôi nhà này là có hướng chính là hướng đông nam, diện tích là 30m và đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 600 triệu. Vị trí nằm tại Đa Sĩ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chúng tôi là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng và sẽ hỗ trợ toàn bộ cái chi phí sang tên sổ đỏ cho toàn bộ khách hàng. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Tất cả mọi người xem video nếu như mà thấy hay và cần tư vấn thêm thì có thể liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình và nhớ like cũng như đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà hoặc các bất động sản cầm bán khác của bên công ty chúng tôi. Xin thành cảm ơn tất cả mọi người.